Ngày 31 tháng 12 năm 2016, ông Nguyễn Văn Nhân sinh năm 1969, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, bắt được con vích. Cân nặng 7kg, dài 50cm. Ngang mai vích rộng khoảng 40cm, đầu có đôi vảy trước trán. Có 4 vảy sau mắt. Mai lưng phủ những tấm sừng có màu nâu ô liu rất đẹp. Đây là loại được ghi vào danh sách loài động vật quý hiếm. Vì vậy, sáng ngày 3 tháng 1, hạt kiểm lâm huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã tiến hành thả con vích về với biển.